El hippie. Trên đó là em rồi thẳng qua đối đầu thì
đấy đủ mạnh. Còn tất nhiên là sẽ đánh BA rồi. Bà là anh không rộng này thì sẽ đánh BA. Vâng BM sẽ ở đâu? Vâng BM ở đây luôn. Ở thế cũng được. 26 cộng 1 nghĩa là 27. Vâng lên đời ngang nhau. Vâng như vậy là kia là bên kia một bài không không lên sớm một tí nào. Cần rồi. Không biết cái bãi quả phụ xong chưa? Vâng gần xong rồi, thôi về thôi. Về thôi, về thôi, về thôi. Vâng, anh kích vào đào vàng. Nếu mà kích vào đào vàng thì liệu rằng đây có một cái bài đánh mà cung R thủ P hay không? Một cái ruộng, bây giờ thì ra ruộng thôi. Ba chiếc bè đều có thể kín được ở chỗ này. Số gỗ, lượng gỗ đang khá ít. Bây giờ thì anh phải ra ruộng thôi. Tôi thấy một cái chấm 16 ở dưới góc 6 giờ. Như vậy là ngựa giò của game thủ Yamato đã đến. Bây giờ cần phải đuổi theo con ngựa giò này. Vâng đập. Không biết ngựa giò công nghệ như thế nào. Nhà rất rộng. Nếu mà bò lại thì đang hơi mệt. Một chiếc bè nữa. Cần rất nhiều chiếc bè để có thể bò được tí nhà bánh xe. Vâng thôi, ba không, anh bò luôn. Tôi nghĩ anh cần bò cái mặt này trước. Này chờ gỗ để đóng bè. Một chiếc bè. Một chiếc bè nữa mà. Anh không hay một chiếc bè. Bò một chiếc bè đi. Cho chắc. Khá chắc. Vâng, vậy đã kín nhà. Đã kín nhà. Nhưng mà mới chỉ có 2 BA thôi. Và này anh đánh được 3 BA thì là căng. Là căng được. Ngoài rất yếu đến từ Hitty. Có bánh xe. 2 BA sóc đều. Vâng, vậy nha. Liên tiếp những con chiếc bè. Bên kia là người cầm Bia. Rất đông những con chèm. Các bạn đây thấy Yamato thì sắp chém 0.3. Rất đông. Thực là mình thấy sóc đều có cửa trong bài đấu này. Đã 3 BA rồi mà còn không sóc đều thì ra xong có cửa với Yamato đây. Ra ruộng. Sóc dân. Chỉ đánh 3 BA thôi. Một lúc nữa thì hãy đào một chút vào để có lên lên một cái giáp 4. Thì bên kia nếu mà có bài đánh trâu chém thì mới đáng sợ. Còn nếu mà cần làm một cái bài chuyển hung à thì không đáng sợ mấy. Tôi rất sợ một cái bài Yamato mà đánh trâu chém. Thật là Yamato mà đánh trâu chém thì khi tôi chả có cửa gì cả. Nếu mà đã chiếm lợi thế như này, đánh trâu chém và sóc dân bình thường thì định chỉ chắc chỉ thủ nhà và lên 4 thôi. Có cửa nào đánh trâu cùng gờ với Yamato. Xây một chiếc BS luôn. Một chiếc BS là kín từ cái BB sang từ cái BB sang cái BS luôn. Không phải em. Dân chơi rất nhiều. Vâng bây giờ thì nhà Yamato đang có xu hướng là chuyển con cùng A. Tôi đã bảo rồi, nếu mà chuyển A thì không không phải sợ. Vâng vẫn phải bè, 3 BA đều. Và bây giờ thì lên giáp. Nhưng vẫn phải 3 BA đều.
trong cùng liên thủ phạm thành đạt thủ thể đánh cùng. Do tôi thấy là đánh căn cả thực cũ hơi yếu chút, thần vũ nhân dân không thủ phạm chuẩn chỉ. Sắp giờ thì đã có bè thì cứ giác chứ có chém chém qua vuột nào 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 nào, có để ý tập trung đấy không, không bên gì hở thì là thua luôn. Như vậy không, em thủ 16 không giảm chém vẫn 2L đều, 2L đều mà vẫn lên cung ạ, bình thường đó chính là Yamato. Em thủ cầm hitty hình như đã lên nâng trượt cái giáp tuệ con cùng R. Xong nhà với con, nhà một con. Thế nên tôi bảo anh không phải công thủ và cũng tốt. Tham, tham cân. Cái thủ 46 con vậy e. Và theo thông tin tôi vừa nhìn được thì 40 dân đến từ cái thủ 46. Không lên giáp đến từ game thủ cầm Hitty. Nhà bé A trở xong phải xong đấy, phải một nhà bé A thì có phải là đẹp hơn không? Còn cùng bây giờ thì mình sẽ phải đánh chuyển sang đánh thế công. Xây bé A đấy thì những con R liễm mọc ra ngoài. Hơi chắc bài và hơi thiếu một chút sự gọi là tinh tế. Mà anh lên chuyển cái giáp, không ai nhắc cho anh. Bây giờ thì lên rồi. Bây giờ thì cung R Hitty tụ được khoảng 1 kích, 20 con. Vàng đã đủ để có thể lên được giáp 4. Chặt búa hải cũng đã lên. Liệu công không thì ở bên kia là cái nhà em tận 40 dân rồi. Nhiều dân hơn game thủ của một. Mới chắc bốp. Thật là tốt. Vâng, như đang có một tên đi vòng. Muốn có một tên đi vòng dành cho game thủ Phạm Thành Đạt. Tách ra không? Dãy hàng bé rất dày. Đến thử Nguyễn Tiến Đô. Không biết quần Nguyễn Tiến Đô đâu. Liệu phải một pha đổi nhà hay là một pha bắt quân? Không, bắt quân. Như vậy là bắt quân, các bạn có thể thấy quân của Nguyễn Tiến Đô đang đi xa. Vâng, bây giờ thì chạy thì chết hết. Vâng, chạy thì thiệt hại rất lớn. Cuối cùng thì quân không có một chút hiệu quả nào đến từ Nguyễn Tiến Đô. À, đến từ Phạm Thành Đạt. Chém quá đông và cũng là cũng rất nhiều. Còn bây giờ đứng dốc rồi. Còn đứng dốc và sóc dần. Nhưng bên kia đang làm cái bài mà quá nhiều những con nông dân. Thủ 6 này đang sóc dân điên cuồng và không thấy cái để quân đi. Điều rằng phải một bài mình lên đối với thủ 6 không. Soi tham 46 dân. Và bên này là 37 dân. Thế thì vâng, gặp quân. Gặp. Vâng, cần bắt hết những con ngựa chém đi. Tí nữa thì những con cung A với con ngựa chém mà kết hợp với nhau thì đảo thì rất khó chịu. Anh cần phải đi, anh phải đi. Bây giờ họ không móc mình đâu, họ sẽ tụ quân và chuẩn bị ốp. Vâng, bên thầy bắt. Bắt đi, bắt. Đúng rồi, bắt đi, bắt con ngựa chém trước. Đúng rồi, rất tốt. Vâng, một pha đi quân lỗi đến từ 16. Vâng, chết rất nhiều chém. Hơn 10 con chém. Đầu ngựa, đúng rồi. Bây giờ thì chuẩn bị đẩy vào. Vâng, để ý quân, anh đi quân. Vâng, chưa lên được xong đầu máu. Chưa lên xong đầu máu được, có chờ một chút không? Có chờ một chút không? Không, như vậy là không. Anh chơi luôn. Chơi luôn thì sẽ mất lợi thế hơn một chút. Khi mà bên bạn có cả chém. Vâng, chờ một chút trước khi lên xong đầu máu. Xong đầu máu thì những con cung R thì chịu thêm được 2 phát bản từ những con cung A. Rồi hít tìm lên đầu ngựa cũng chẳng sợ con cung R khác. Con đó đang khỏe nhất rồi. Em theo với cung Egypt và khỏe hơn cung ấy gì. Và bắn ạ, à, bắn. Đúng nhiên thi đấu và bắn những con cung R thì điều
bao giờ thì cũng dễ hơn con ngu à. Bên kia hết hết chém để đảo rồi. Những con ngu là sau không bắn kìa. Những con ngu ở đằng sau không bắn. Anh có để ý không? Vâng, như vậy là giành chiến thắng trong cái pha đấu quân này. Tiếp theo là sẽ ốp A. Lây chờ không? Không lẽ anh đã lây chờ chưa? Vâng, tiếp tục vẽ thêm ruộng. Vâng, bên vẫn còn chém. Sáu vẫn chơi được, vẫn chơi được. Chơi đi. Những con cung rò đầu ngựa và giáp giáp 4 rồi. Vâng, bây giờ không ngán những con chém. Tôi đã bảo rồi, cái bài này nếu mà cái thủ 6 là cái thủ mà anh trâu chém, vâng, anh trâu chém, anh tăng 3, 4, 5, 6, 7 L ra thì còn sợ. Chứ nếu mà chủ ngoa thì không sợ một tí nào. Bởi vì những con cung rò hitty thì so với những con ngoa thì còn một trời một vực rồi. Vâng, như vậy là lên 4 xong đến từ cái thủ 6. Yato mà lên 4 xong, có cả ngoa, có cả chém. Như vậy đây không phải là một cái bài yếu, mà nó có bài là tích lực lên 4 của cái thủ 6. Vâng, cần phải vào an dân ngay lập tức. Cần vào an dân ngay lập tức. Khi mà không mới chỉ ăn được quân thì hơn 10 nhà bè này sẽ nở những con hot và sẽ đỡ bằng cái gì đây? Brady thì tuyển thật đấy, nhưng mà nếu mà so với những con hot thì nó vẫn là như kiểu là như kiểu chuột bắn voi thôi. Khó lắm, còn cũng là vừa rẻ vừa khỏe. Liên tục 6 rồi nhỉ, 4 muộn một chút thì cửa thắng này rất cao dành cho Hitty. Rồi bây giờ đã lên xong 4 rồi. Bây giờ mà khạc cái lửa thì khạc bỏ vào. Rồi Hitty đông ngang hot thì có thể làm cái gì đấy. Còn những con RIT vẫn đang thể hiện cái sự bá đạo. Còn RIT vẫn đúng là chỉ có RIT mới thắng được cái tên đấy. Kể cả giờ Erit không thắng được. Do là Hitty có thêm một công, nên là có thể phá được cái chiếc đồng đến từ những con hot của Cho Son. À, hot 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 Yamato. Trong LL người ta gọi là xuyên kháng phép. Còn bây giờ thì đang bắn những nhà LL. Biết anh lây chờ chưa? Lây chờ rồi mà tại sao lại bắn những cái nhà đây? Còn cần phải tập trung bắn những con hot. Thật tập trung bắn những con hot. Tập trung bắn những con hot thì mới có cửa thắng. Và đẩy quân lên liên tục. Còn bây giờ game thủ 16 như đang không có vàng. Vâng, cầm quốc đi đâu đây? 16 cầm quốc đi đâu đây? Vâng, như lên nhà lùi lại một chút, lùi lại một chút. Còn có lùi không hay đấu, thôi đấu đi. Đấu được bao nhiêu đấu, bây giờ mà lùi thì là thua luôn. Lùi thì chắc chắn là thua. Vâng, hình như đang ăn vàng ở đây. Mùa 6 đang ăn vàng ở gần nhà mùa 1, anh có nhìn, anh có để ý không? Mùa 6 thì bây giờ mới có lửa. Như vậy là mùa 6 không phải có bài khỏe đâu. Vâng, nhưng không có vàng mà anh cần phải bắn những cái vàng của 16. Tiếp tục ô ba. Mà lượng QR đang không được đông. Nếu ốp được A thì có cửa. Ốp được A và đi quản vàng. Bây giờ được một con hốt thì các bạn nó bắn. Chứ còn nông dân thì chát đừng hỏi. Rồi anh đào vàng. Tên này đi lỗi. Đi lỗi từ 16. Nhưng mà không chết hot nào các bạn thấy hot của IA. À chết một con. Nó khó. Tỷ số chắc sẽ là 3-0 dành cho Nguyễn Tiến Đô thôi. Một vài thi đấu mà cửa sáng ngời dành cho Phạm Thành Đạt, nhưng mà anh không thể làm được rồi. Rất đáng tiếc cho trận thiếu này. Thank you.
Bây giờ mặc dù tham là 80/96 nhưng mà bên kia thì hot yeah cũng đã thúc được, và hình như là dân ruộng chưa bị mất một lần nào kể từ đầu đến bây giờ. Thì làm sao có thể đánh được IA đây? Vẫn là cái bài mà thôi. Bây giờ tham anh lít rưỡi mới làm lỗ kiểu thì tham nó còn bị đè. Còn cho là cân đi. Tôi cứ cho là cân đi. Bây giờ thì đấu đi. Không phải là hình như là không còn nhiều vàng đâu. Tôi đấy hot em tôi thì không gây được. Còn liên tục là những turn đi quân lỗi đến từ màu 6. Ok, vậy là hình như là cửa vẫn đang ở cửa sổ. Tôi tưởng rằng nó có bài là IA tôi hết vàng nhưng không phải, hot IA quá đâu. Bây giờ mà soi tham ở đấy hot thần thì thôi. 73 dân. 8.000 vàng, 2 bãi như vậy là hot IA tôi chỉ có 1 bãi vàng. Sẽ đấu kiểu gì đây? Hình như là màu 6, hình như là cái bài mà hết vàng thì phải. Chẳng lẽ đây là một trận mà đánh đời ba mà thắng được đời 4 thì nó hơi dị. Vâng, đấu luôn, đấu bây giờ có là đấu thua được, bởi vì bên kia là người hết vàng. Đấu đi, sao lại sợ vậy? Vâng, anh cần cầm đấu hot chứ không thể để mà cho hot em tụ và tụ lại được. Nếu mà tụ lại thì là thua luôn. Bên kia chỉ còn một bãi vàng thôi. Đấu luôn, có thể là đấu luôn. Sắp cùng giờ, đúng rồi, bắn. Tên này là mình thiệt hơn, nhưng bên kia là người không có nhiều vàng. Còn bên kia bắt buộc phải ốp do không còn vàng. Đỡ được là thắng. Có đỡ được không? Chỉ còn khoảng tầm 20 con hot thôi. Cố lên. Vâng. 15 con. Cố lên, đây là những con cũng là hippie. Vâng, như bên kia là người hết vàng. Vâng, cố lên. Vâng, bỏ lêu chờ. 10 con hot, còn 10 con hot thôi. Rồi anh không nên thiếu giận, anh bình tĩnh, lùi lại tí, bình tĩnh. Lùi lại, bình tĩnh thôi. Vâng, bây giờ bên kia là có cung tê. Vâng, các bạn có thể thấy bên kia hết vàng. Nhớ được tên này là vâng, cả cuộc chơi sầu anh thiêu một cái tên dân quá nhiều. Thiêu một cái tên dân mà quá nhiều con đồng dân phải thiêu tầm hơn 20 dân. Cửa thắng trận này quá sáng luôn, bởi vì bên kia là hết vàng, chỉ còn 2, 4, 5 con hot thôi. 5 con hot là những con cung tê, mà những con cung tê thì đời 4, đời 4 nhưng bắn những con cung rờ thì làm gì mà có cửa. Trong khi đây là những con cung rờ hippie. Quá đáng tiếc, cái trận thiếu này bên kia là người không còn vàng. Không còn vàng. Mà một cái tên cũng quá đáng tiếc. Trận này chỉ có phát triển một chút khi mà nhà yêu tôi lên để chú. Thì cửa thắng này vẫn sáng rồi. Liên tục tăng A. Ra đều cũng không được. Thì game thủ yêu tôi không mấy gì có thể đỡ được. Nên kia chỉ lên được. Anh yêu không có chẳng. Với cung giờ chạy ngang với thịt cửa. Nếu mà cái thủ trắng 6 mà ăn thêm được nửa bãi rồi. Không còn đến một bãi đâu, nửa bãi rồi là thua. Có những hình như thế trận này đang đảo chiều đấy phải. Mình liên tục những tơn rất ảo đến từ cả hai game thủ. Thứ 6 vừa rồi hình như là ăn được 200 vàng. 200 vàng thì được. Vâng, đây là những con hot chứ không phải là những con ngựa giò đâu mà anh cầm. Ôi mà cũng tê đã quá đông. Bên kia là người gần 80 dân. Thank you.
Vâng, như vậy là thua rồi. Có tiền đi. Hết tiền của ông đi rồi. À, hết tiền rồi. Anh nhà đứng ngoài nhìn thôi. Thế chào bao đi, đi nhà đi. Giá biết bao lấy được không? Không, bình tĩnh. Bình thường không bao giờ chọi vơ. Dạ. Cả năm hết rồi. Cuối ngày bạn sẽ cảm nhận năng lượng. Postman mới bí quyết làm năng lượng cho da, chứa chất xuất từ hạt cà phê giúp da sáng trong đỉnh năng lượng, nạp đầy năng lượng đã có mặt tại Việt Nam. Postman bất công nhờ da sáng trong đỉnh năng lượng. Thử ngay số Best Lady mới với giá hấp dẫn chỉ 26.000 đồng một lốc.